Này là hướng dẫn lại một lần nữa ha, chính xác giúp thầy. Rồi như vậy thì các bạn sẽ vào cái thư mục, ví dụ thư mục của chúng ta FPT Polytechnic, các bạn tạo cho thầy một thư mục là COM 108, số thứ tự, mã số sinh viên 3 số cuối, tên không dấu. Và bên trong này bạn new giúp cho thầy, new folder, new trước đi, new folder. Bạn ghi số thứ tự chấm mã số sinh viên 3 số cuối, Quang Bình là tên, chấm lab 1. Đến đây được không? Khá là đơn giản, copy cái folder này ra. Ctrl C, Ctrl V ra. Rồi, mình chỗ này mình sẽ có lab 2, lab 3, lab 4. Tương tự như vậy lab 5, 6. Rồi chỗ này bạn có thể slide 1. Những cái bài nào mà liên quan đến slide 1 thì các bạn làm ở đây. Ctrl C, Ctrl V. Những bài nào liên quan đến slide 2 thì bạn làm ở đây. Đấy. Như vậy thì nó sẽ không bị lẫn giữa các cái project với nhau. Copy ra thôi mà. Mình làm trước các folder đi. Kịp không? Ở trong này chưa có gì hết nha, chỉ có folder thôi. Trắng trơn à. Mình mới tạo folder chưa có gì hết. Bây giờ copy cái tên này giúp thầy. Ctrl C. Mình mới vào DeepSeek nè. Mở DeepSeek lên. Chú ý giùm thầy từng bước. Thứ nhất, các bạn chọn New Project, không New File nhé. Các bạn New File là nó khác, mà New Project là nó khác. New Project là nó có một cái cấu trúc để quản trị rất nhiều file ở bên trong. Còn bạn New File là nó độc lập từng file một. Độc lập. Và mình chọn là New Project. Các bạn chọn Control. Nhớ chọn C nha. C. Và chỗ này Project 1 các bạn dán cái hồi nãy vô. Không không số thứ số thứ tự mã số sinh viên tên lab 1 là mình tạo hồi nãy rồi, bây giờ mình copy vô thôi. Ok. Và nó hỏi lưu ở đâu? Mình chỉ đến cái đường dẫn mà hồi nãy mình tạo á. Hồi nãy mình tạo ở chỗ nào thì bây giờ mình lưu vô chỗ đó. FPT Polytechnic COM 108 lab 1, mình tạo hồi nãy đấy. Lab 1. Bên trong này chưa có gì hết. Mình bấm lưu. Sau khi mình lưu xong, nó có số thứ tự mã số sinh viên tên lab 1 và cái file của nó là main. Mình bấm Ctrl S, nó hỏi lưu cái gì? Mình lưu lab 1. Hoặc là các bạn dán cái hồi nãy vô đây luôn. Dán cái hồi nãy vô đây luôn. Mình copy dán thôi. Cực kỳ đơn giản. Như vậy cấu trúc của mình nhìn nó rất là clear, rõ ràng, nhìn nó rất là dễ nhìn. Lab 1. Bây giờ trong lab 1 của chúng ta, bài 1 là cài đặt, bài 2 là gì? Nhập xuất, bài 3 là điểm trung bình. Như vậy chỗ này các bạn chú ý là đây mở của hàm main, kết thúc hàm main và mình enter xuống phía sau hàm main. Mình gõ bài bài 2 hoặc là câu 2 trong lab là để cái gì? Trong lab là để bài 2 hay là câu 2? À, lab là bài 2 thì mình để bài 2 cho nó dễ. Bài 2. Như vậy chỗ này bạn sẽ là void bài 2 mở ngoặc tròn, mở ngoặc nhọn, enter. Cấu trúc của nó là đi nguyên cặp vậy đó.
Và khi mà bạn mở ngoặc nhọn cái thì nó mở ngoặc đây, đóng ngoặc đây, thì mình phải lọt vô bên trong cái cặp ngoặc này. Enter ở đây. Có bạn á thì đặt con trỏ chỗ này, enter xuống dưới, xong rồi viết code chỗ này. Sai. Mình phải viết code bên trong cái dấu ngoặc nhọn nha. Viết code bên trong dấu ngoặc nhọn. Như vậy thì khi mà các bạn mở cái dấu ngoặc nhọn này ra thì enter vô trong, mình code chỗ này. Code ở đây. Được không? Sau khi bạn code, thầy ví dụ print code nội dung bài 2 ở đây. Ví dụ mình code nội dung bài 2 ở đây. Sau một lệnh nhớ chấm phẩy. Nếu mà như vậy thì cái bài 2 này nó chạy chưa? Chưa. Mình lên trên hàm main, mình enter trước cái return, mình gọi bài 2 mở ngoặc đóng ngoặc hết. Dễ hay khó? Cực kỳ dễ. Ở đây chưa có gì phải suy nghĩ hết, cứ làm theo hướng dẫn vậy thôi. Các bạn đừng có nói là rối quá em không làm được nha. Đừng nói câu đó. Bắt buộc phải làm được. Bởi vì chỉ mới tạo theo cấu trúc mà còn không làm được nữa thì mai mốt code kiểu gì. Cái chuyện mà chỉ có làm theo thôi mà nói em làm không được thì cái chuyện tự suy nghĩ sao làm. Rồi. Như vậy chúng ta có cái dự án process của lab 1 mình làm ở đây. Tương tự như vậy, bạn muốn viết bài 3 thì bạn phải enter ra phía sau bài 2. Void bài 3 mở ngoặc tròn, mở ngoặc nhọn và code ở đây. Tương tự như vậy. Và ở đây thầy sẽ copy cái câu này xuống cho nó nhanh. Đây là code của bài 2. Bây giờ code của bài 3. Mình muốn gọi bài 3 thì lên trên này mình gọi bài 3 mở đóng ngoặc hết. Và khi mình chạy chương trình, bài 2 chạy, bài 3 chạy. Code bài 2, code bài 3. Như vậy hai bài của mình chạy rồi đó. Còn mình code cái gì bên trong thì lúc đó mình code. Tương tự như vậy, mình đã hoàn thành lab 1 thì đây, các bạn nhìn ở bên ngoài, lab 1 của mình đã có tên của một file và tên của một process. Nếu như các bạn tạo các process mà chung folder thì nó bị lỗi chỗ này nè, macfile.win, và process nào nó cũng xuất ra đây hết, mà xuất ra đây là nó lỗi. Hai process mà chung một file này là nó lỗi. Cho nên mình tạo mỗi process một folder riêng. Như vậy để qua lab 2 thì các bạn làm gì? Copy cái thông tin này lab 2. Mình làm lab 2 thì mình copy thông tin đó. Mình vào DeepC, chọn new, lại process, chọn console, bỏ cái chữ process ID, dán nó vô đây. Dán nó vô đây. Ok, nó hỏi là đối với lab 1 thì sao? Mình chọn là new process mới ha, đóng cái lab 1 lại và new process mới. Có lưu cái lab 1 không? Có. Và bây giờ nó hỏi lưu ở của cái lab 2 này là mình lưu ở đâu? Cái mà mình đang chuẩn bị new nè, mình lưu trong lab 2. Lab 2, lab 2. Lưu. Được chưa? Control S. Nó hỏi cái file này lưu gì, dán cái hồi nãy vô luôn cho nó nhanh. Đây. Lab 2, lab 2. Và mình nhìn ở bên cái thư mục của mình,
Lab 2 có dữ liệu. Lab 3 chưa tạo, không có. Như vậy, mỗi process chúng ta sẽ lưu ở một folder riêng. Kịp không? Kịp nha. Rồi, tiếp. Bây giờ, mình sẽ làm một cái bài làm thêm. Chúng ta sẽ đóng cái process này lại. Close the rest luôn. Nó hỏi lưu không? Lưu. Hết. Không có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài làm thêm. Bài làm thêm của chúng ta cũng khá là đơn giản. Bài làm thêm. Đây. Nhập vào một số nguyên A. Kiểm tra số nguyên đó âm hay dương. Được chưa? Như vậy, chỗ này thầy sẽ nêu một cái project mới. Và thầy ghi là bài làm thêm. Bài làm thêm. Ok. Thầy cũng lưu vô cái folder COM108 cho nó dễ quản lý. Thầy thấy các bạn cứ câu 1 bạn tạo reset, câu 2 bạn tạo reset. Cuối cùng thầy hỏi là lab 1 câu 2 ở đâu? Bạn kêu để em tìm. Đừng có tìm. Mở là thấy. Chứ đừng có tìm. Chỗ này chưa có. Thầy tạo một folder bài làm thêm. Bài làm thêm. Mở cái folder đó ra. Lưu lại. Chỗ này ghi bài làm thêm. Ok. Như vậy, mình đã có bài làm thêm. Bài làm thêm. Và mình làm thêm cái gì? Dán vô đây cho thầy. Đây, nội dung mình làm thêm. Mình dán vô, nó bị lỗi tiếng Việt. Kệ, không sao hết. Bởi vì mình nhìn thấy cái đề để mình làm thôi. Chỗ này control xuyệt, nó sẽ chuyển thành chú thích. Không liên quan gì. Control xuyệt sắc. Cái xuyệt này nè, xuyệt sắc này nè. Nhấn control cộng với dấu xuyệt sắc thì nó chuyển thành chú thích. Kịp không? Bây giờ mình làm bài đầu tiên. Kiểm tra âm hay dương. Kiểm tra âm hay dương. Vậy chỗ này chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ là câu A. Câu A, mở ngoặc tròn, mở ngoặc nhọn, enter. Kịp không? Và chúng ta có A. A là số nguyên. Số nguyên kiểu dữ liệu là gì? In. Tên biến là A. Vậy được không ta? Mình làm vậy được không? Câu A, in A. Bởi vì mình có nhu cầu mình lưu một số ở đây. Cho nên là mình khai báo cái biến này là kiểu số. Và tên biến là A. Rồi. Bây giờ bắt đầu nhập. Nhập. Ví dụ lệnh gì? Scan. Scanf. Cấu trúc của nhập có hai phần: nháy kép, định kiểu, phần trăm D. Bởi vì đây là số, số nguyên. Phẩy nhập vô đâu? Nhập vô A. Và A. Cấu trúc của nó là như thế. Nếu như bạn chỉ dùng mỗi một lần scan thôi, khi nó chạy chương trình, khi nó chạy chương trình, để thầy gọi nè. Gọi câu A ở đây. Câu A. Khi mình chạy chương trình. Chạy chưa? Câu A chạy chưa? Chạy rồi. Nhưng nó không có thông báo. Thì mình đâu có biết đâu. Chỗ này lệnh nhập. Nó sẽ đi kèm với lệnh gì? Xuất ra câu thông báo.
nhập A. Được không? Xuất cơ thông báo rồi đã nhập. Sau đó mình chưa có xuất mà mình phải kiểm tra nó là âm hay dương. Nếu mở ngoặc, đóng ngoặc, đây là điều kiện. Chỗ này là điều kiện. Nếu A sao? Làm sao biết A dương? À, chỗ này điều kiện dương là lớn hơn bằng 0. Vậy chỗ này A lớn hơn bằng 0. Nếu A lớn hơn bằng 0, mở ngoặc nhọn, enter. Mình kết luận gì? Green. À, số A là số dương. Nếu mình kết luận như vậy, có hay không? Phía sau dấu ngoặc nhọn L, lại mở ngoặc nhọn green, số A không phải là số dương, hoặc số A là số âm. Số A là số âm. Tiếp vậy kịp không? Có gì khó không? Rồi mình chạy thử nha. Nhập A 5, enter. A là số dương. Mình chạy lại, nhập trừ 3, enter. A là số âm. Không hay lắm. Vậy chúng ta có cải tiến gì chỗ này? Chỗ này chúng ta cải tiến gì nào? Thay cái A này bằng gì? À, số vừa nhập. Số vừa nhập mình thay gì chỗ này? Phần trăm D. Đúng rồi. Nếu mình phần trăm D thì phía sau này mình thêm phẩy A. Đó là cải tiến. Chỗ này phần trăm D, phía sau nháy kép phẩy A. Mình muốn xuất cái A này vào đây. Chạy lại, nhập 9, enter. 9 là số dương. Chạy lại, nhập âm 5, enter. Số âm 5 là số âm. Nghe có vẻ dễ nhìn, dễ nghe, dễ thấy hơn đúng không nào? Và đoạn code của chúng ta khá là đơn giản. Đó, đoạn code từ hàm main cho đến hàm cuối đơn giản thế thôi. Rồi, chia sẻ cho các bạn full code không che. Nhiệm vụ phải gõ lại, không có copy dán được.